Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Căn nhà của chị Phạm Thị Hoan sinh năm 1983 và chồng là Bùi Văn Tiển sinh năm 1979 nằm giữa bãi đất trống rộng mênh mông ở xóm Lành An, xã Lạc Thịch, huyện Yên Lạc, tỉnh Hòa Bình. Từ bao năm nay, vợ chồng chị Hoan vốn được đánh giá là hiền lành, chăm chỉ làm ăn, chưa từng gây gổ hay bất hòa với nhau. Sẩm tối ngày 22 tháng 7, cả thôn bất ngờ mất điện, le lói phía những nếp nhà là những ánh sáng được thắp lên từ ngọn đèn dầu. Bất chợt trong sự tĩnh mịch của màn đêm, gia đình chị Hoan xuất hiện những tiếng cãi cọ. Chỉ trong ít phút, những tiếng cãi ấy được thay thế bằng âm thanh la hét. Hàng xóm chẳng hiểu chuyện gì, nhưng họ đoán chắc chắn đây là điều bất thường. Một vài người chạy đến, ngay từ cửa đã phát hiện đồ đạc trong nhà chị Hoan lộn xộn, xô đổ. Chị Hoan nằm gục phía trong, xác định chị Hoan đã qua đời. Người dân lập tức báo về công an huyện Yên Lạc và công an tỉnh Hòa Bình. Tại hiện trường, bước đầu công an làm rõ chị Hoan đã thiệt mạng, trên người có nhiều thương tích. Vào thời điểm chị Hoan qua đời, chồng nạn nhân là Bùi Văn Tiển đã biến mất không ở nhà. Quá trình điều tra ban đầu, công an tỉnh Hòa Bình xác định vào khoảng 20 giờ cùng ngày, giữa chị Hoan và Tiển nổ ra mâu thuẫn dẫn đến cãi cọ. Trong cơn điên, Tiển lấy điếu cày tấn công chị Hoan rồi dùng vật sắc nhọn tấn công tiếp khiến vợ mình lìa đời. Các nhân chứng cho hay sau khi sát hại vợ, Tiển đã bỏ trốn vào rừng với độc một chiếc quần đùi trên người. Buổi tối định mệnh ấy, một vài người dân cho hay chị Hoan đi bán bí về muộn. Tới nhà chẳng hiểu lý do vì sao mà hai vợ chồng này phát sinh mâu thuẫn. Tiển từ trước tới nay vốn được đánh giá là hiền lành. Ấy thế mà, chỉ trong tích tắc, gã đàn ông này đã ra tay sát hại vợ một cách tàn nhẫn, để lại hai đứa con thơ với ánh mắt hoảng loạn. Sát hại xong, Tiển chỉ mặc chiếc quần đùi, cởi trần, mang theo vật sắc nhọn là hung khí gây án, chạy một mạch vào rừng. Mặc dù bước đầu xác định được Tiển chính là kẻ ra tay sát hại chị Hoan, tuy nhiên khi đối tượng bỏ trốn vào rừng, lại khiến các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Hòa Bình đau đầu. Tiển sinh sống ở địa phương đã lâu, ngày ngày gã vẫn đi rừng làm nương. Có thể nói, cánh rừng ấy là địa bàn mà Tiển thuộc như lòng bàn tay. Gã trốn tới nơi này chẳng khác gì có thêm một vòng che giấu. Công an tỉnh Hòa Bình lập tức tăng cường quân số, sử dụng cả chó nghiệp vụ dàn thành nhiều lớp, tiến vào rừng ngay trong đêm. Thế nhưng sau nhiều giờ quần thảo, bóng dáng Tiển dường như đã biến mất sau những tán lá tùm của thung lũng. Nhiều ngày trôi qua, dù có lật từng khóm cây, soi từng hốc đá, các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Hòa Bình cũng không thể lần ra được manh mối nào của gã chồng sát nhân ấy. Đến ngày 23 tháng 7, một nguồn tin báo về, trong lúc bỏ chạy, Tiển có tìm đến lán canh nương của một hộ dân trong khu vực thung lót, xã Lạc Thịnh. Tại đây, Tiển thành thật kể lại việc mình đã sát hại vợ và tiện thể xin cơm ăn. Thấy thời cơ đến, công an tỉnh Hòa Bình đã triển khai 3 mũi vây giáp áp sát căn lán kia nhằm bắt giữ Tiển. Căn lán này nằm trơ trọi trên mỏm núi cao, có thể bao quát hết xuống bên dưới. Tiển cũng chẳng phải tay mơ, gã nhìn quanh và phát hiện công an đang đến. Chẳng cần suy nghĩ lâu, Tiển bật dậy lao thẳng một mạch lên núi, cuộc vây bắt bước đầu thất bại. Việc Tiển bỏ trốn lên núi cao là vấn đề không nhỏ với cơ quan công an. Khu vực này vốn rậm rạp, đi lại vô cùng khó khăn, chưa kể có rất nhiều cửa hàng ăn thông với nhau chằng chịt. Tiển lại là thổ địa nên việc gã ẩn thân ở địa hình như vậy sẽ rất khó truy tìm. Công an tỉnh Hòa Bình một mặt vận động gia đình Tiển đi tìm, động viên gã ra đầu thú, mặt khác triển khai lực lượng hơn 200 cán bộ chiến sĩ ăn rừng ngủ rừng với quyết tâm bắt bằng được gã chồng mất nhân tính này. Nhiều ngày trôi qua, từng tốp trinh sát đi xuyên thung lũng lên đỉnh núi với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ, nhưng chẳng lần tìm được bất cứ dấu vết nào của Tiển. Gã cứ như đã bốc hơi khỏi mặt đất vậy. Với quyết tâm cao độ, Công an tỉnh Hòa Bình còn thành lập cả tổ hậu cần, ngày ngày đi lại để cung cấp đồ ăn thức uống cho các cán bộ chiến sĩ bám rừng. Khoảng 10 ngày sau, trong lúc các mũi tìm kiếm vẫn chưa thể phát hiện được nơi ẩn náu của Tiển, thì tổ công tác vận động gia đình đối tượng đã thu được kết quả. Sáng mùng 1 tháng 8, tổ công tác và người nhà Tiển đã tiến vào rừng và tìm ra được đối tượng này. Sau cuộc trò chuyện vận động, biết chẳng thể thoát tội, Tiển đã lầm lũi bước ra quy hàng. Trước mặt các điều tra viên, Tiển khai nhận toàn bộ hành vi sát hại chị Hoan, vợ của mình. Theo Tiển, do nảy sinh mâu thuẫn, gã dùng điếu cày táng chị Hoan. Chưa dừng lại, Tiển còn lấy vật sắc nhọn tấn công tới tấp, khiến vợ thiệt mạng tại chỗ. Tiển sát hại vợ, bỏ lại hai đứa con thơ dại bơ vơ. Gã trốn vào rừng nơi mà Tiển nghĩ thuộc về mình, với ý định ẩn thân. Thế nhưng lưới trời thưa mà khó lọt, chỉ 10 ngày sau đó, kẻ gây ra tội ác man dợ ấy đã phải tra tay vào còng. Ngày 7 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Tiển, sinh năm 1979, trú tại xóm Lành An, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, về tội sát hại người. Theo cáo trạng, quá trình chung sống giữa hai vợ chồng Bùi Văn Tiển và Phạm Thị Hoan, sinh năm 1983, phát sinh nhiều mâu thuẫn. Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 22 tháng 7 năm 2019, khi Bùi Văn Tiển đang nằm võng ở trước sân nhà thì nghe có tiếng bước chân từ cổng đi vào. Biết là vợ đi làm về nhưng Tiển vẫn hỏi ai đấy. Chị Hoan không trả lời mà đi thẳng vào nhà, cho rằng vợ coi thường mình cộng với những ấm ức phát sinh trong cuộc sống giữa hai vợ chồng từ trước. Bùi Văn Tiển đã đứng dậy, cầm điếu cày tấn công chị Hoan. Mặc dù chị Hoan đã bị ngã, Bùi Văn Tiển vẫn tiếp tục dùng điếu cày táng liên tiếp chị Hoan. Sau đó, Tiển đã lấy vật sắc nhọn dưới bếp lên nhà, tấn công liên tiếp làm chị Hoan thiệt mạng tại chỗ. Sau khi gây án, Bùi Văn Tiển đã chạy lên núi Đồi Đô ở phía sau nhà để lẩn trốn. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Yên Thủy đã phối hợp cùng với các đơn vị chức năng Công an tỉnh, huy động lực lượng tổ chức vây bắt. Sau 10 ngày lẩn trốn, Bùi Văn Tiển ra đầu thú và khai báo về toàn bộ hành vi phạm tội. Tại bản kết luận giám định pháp y, nạn nhân qua đời do chấn thương sọ não. Quá trình khám nghiệm, cơ quan chức năng đã phát hiện chị Phạm Thị Hoan đang mang thai khoảng 5 đến 6 tuần tuổi. Với hành vi phạm tội nêu trên, sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt Bùi Văn Tiển mức án tù chung thân về tội sát hại người. Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường tổn thất về tinh thần cho phía bị hại, tổng số tiền 149 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.